cái bọn nhóc này, mau thả ta ra đi chứ. Không thả, không thả, chúng tôi không thể nào bao che cho kẻ độc ác. Mặc dù mắc cỡ thiệt, nhưng phải giải đất cho khỏe đi thôi. Mắc cái gì mà các ngươi bắt ta như vậy? Wow, ha, trò này vui nè. Đất tôi khỏe, đang tập bay hả? Vui quá ta. Vui cái nỗi gì? Dân Trang, mau cứu ta. Cứu? Hả? Trời đất ơi, có chuyện gì vậy mấy đứa? Mấy đứa từ từ nói, làm gì để đất tôi khỏe lên trên đó vậy hả? Chị đừng có bên trái đất tôi khỏe. Tụi em đang giải đất tôi khỏe đến trạm giam của kẻ ác nhân dành cho sinh vật. Các em từ từ mà nói. Từ từ xuống đây, mang Dr. Khỏe xuống đây rồi giải thích cho chị hiểu đi. Nếu như mà Dr. Khỏe thật sự làm cái gì sai, chị sẽ phụ các em mang Dr. Khỏe tới đó. Như vậy sẽ nhanh hơn, có đúng không? Em bị gãy xương, nhờ Dr. Khỏe chữa giúp. Tưởng Dr. Khỏe dùng lá cây gì giúp, ai ngờ Dr. Khỏe lấy xương khỉ giả ra đắp cho em. Thiệt là ác mà. Xương khỉ đó chính là bìm bìm đó. Còn nói dối kìa, xương khỉ nào là bìm bìm được chứ? Có lừa bìm thì có, mà khỉ hay bìm bìm thì cũng là động vật đáng bảo vệ, không được giết hại. Đất tôi khỏe độc ác quá, tụi em phải giải đi thôi. Khoan, để chị Vân Trang nhớ coi. Có một cái loại cây tên là xương khỉ, hay còn gọi là bìm bìm gì đó. Có mà, mấy em coi chừng bị hiểu lầm đó nha. Loại nào chứ? Đừng có đồng lõa với Dr. Khỉ, tụi em bắt luôn chị đó. Không, có gì để từ từ nói. Nè, tên chị Trang đi. Chị Trang nói có là có một cái loại cây xương khỉ hay bìm bìm, hay người ta còn gọi là mảnh cái gì đó đó Dr. Khỉ. Mảnh cọng, phải rồi, đúng không Dr. Khỉ? Đúng vậy. Vậy, mặt mũi nó ra sao? Em đây, em là bìm bìm. Xương khỉ hay mảnh cọng đều là em đây. Trời đất ơi, bìm bìm ơi, em xuất hiện rồi đó hả? Sao nãy giờ thấy Dr. Khỏe bị hại như vậy, em không chạy ra đây giải thích để các bạn hiểu? Em tưởng Dr. Khỏe đang tập bay. Thôi chết rồi, giọt lẹ. Ê, cái bọn nhóc kia. Các bạn dễ thương quá. Trời ơi, dễ thương cái nỗi gì chứ, làm ta đau muốn chết đi nè. Vậy Dr. Khỏe có bị gãy xương chỗ nào không? Con giúp cho. Ê, nhưng mà bìm bìm ơi, chị thắc mắc, bộ em có tay nghề nói lại được xương luôn hả? Em có công lực thâm hậu lắm, chỉ cần hà hơi thôi là xương mọi người bị gãy sẽ lành. Thôi, đừng có nói khoác nữa. Muốn lành xương thì đâu có dễ như vậy. Vậy bìm bìm phải làm như thế nào mới có thể lành xương được hả Dr. Khỏe? À, đối với người bị chấn thương thì lấy khoảng 10 lá tươi giả nát, lấy bã đắp lên vết thương, cứ cách 4 đến 5 tiếng thay gạt một lần sẽ mau lành vết thương. Nếu làm như vậy sẽ giúp những người bị chấn thương như nứt xương, bong gân, sưng đau sẽ mau khỏi. Để phát huy hơn công hiệu thì người ta có thể phối hợp lá bìm bìm với sâm đại hành, ngải cứu để đắp như tất cả cách làm trên đối với người bị chấn thương như là nứt gãy xương cần phải được sự tư vấn kỹ của bác sĩ nha. Dr. Khỏe lưu ý không tự thực hiện tại nhà vì sẽ không biết được tình trạng vết thương của mình cũng như là cách băng bó. Vân Trang hiểu rồi. Nhìn bìm bìm mảnh khảnh như vậy mà công dụng thì cứng cáp quá trời luôn à. Vậy em mới có tên là xương khỉ và bìm bìm chứ. Nhờ có cái tên đó mà xém chút là ta biết bay luôn rồi đó. Chúc mừng cho Dr. Khỏe. Phải chị bìm bìm đứng ra để Dr. Khỏe biết bay luôn ha. Quý vị ơi, thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Dr. Khỏe và bìm bìm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.